Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hiện tại thì mình đi trên đường, vô tình đi ngang đây thì mình thấy cái cảnh là xe tải trên chuyền lúa xuống xà lan. Quay ra đến cho mọi người xem đây. Đây thì hình như là mấy cái xe tải này, lúa này lấy ở bên Cam á các bạn. Mình Việt Nam mình qua bên Cam mua đầu cái vận chuyển bằng xe tải, xe container không này. Đó, đầu cái dùng cái băng chuyền xuống đây. Xà lan với ghe đây thì khoảng chừng 70 tấn, trong ngoài tấn rồi ha, chứ nó không có bự quá. Thì đây là cái cách mà vận chuyển xuống đây. Ở trên thì mấy anh đang có cái cây cù móc. Đó, đây là quay cho mọi người xem cái cách làm việc của anh ở trên nha. Đó thì bao này là sẽ bỏ ở trên, ở xe tải dục xuống. Mấy anh đây lấy đồ gọc rồi cho chạy xuống dưới băng chuyền mới đi xuống dưới ghe ở đầu mới lên nhà máy xe lúa, xe ra gạo. Tại đây mình ở bên sông cho nên hơi xa. Đây, nó lúa chạy xuống đã chưa, rất là nhanh ha. Thì mình cũng có quay xà lan lấy cát xuống đá rồi thì nó cũng giống vậy đó, nhưng mà cái này thì nó cũng không khác ha. Này thì xe tải móc xuống, mà nhìn thấy đã chưa, nó giống như một cái con thác mà đổ xuống vậy kìa. Một bao này bao chỉ xanh á, bao này chắc cũng khá là nặng á, cũng khoảng 60-70 kg có thể là có à nha. Dưới đây thì mấy anh này sẽ cào ban cho bằng. Đây thì 3-4 cái băng chuyền rồi. Đây nữa nè. Đó, lúa ở trên thì xe tải mấy anh chuyền xuống băng tải đầu mấy anh lại dùng cái dao cắt thì mấy anh này lụm. Thì mấy anh này chắc là làm ăn tấn nè, mà không biết một tấn bao nhiêu cho nên mình không có chính xác, mình không biết được ha. Lúa chạy nè các bạn thấy chưa, nhìn nó đã ghê đó. Giống như một cái dòng suối chảy vậy. Đây thì xe hàng khủng không à, đây nữa nè, đây cũng một cái băng chuyền đó nè, nó vừa xuống đậy được cái hầm mũi, bắt đầu tiếp tục ve từ từ xuống. Xe trên là toàn xe khủng không các bạn, xe công, xe 3-4 chân, 5-6 chân gì không à. Thấy là lạ, quay cho mọi người xem. Đó, chạy gà đã chưa, đổ chút xíu là đầy, muốn đầy giờ, tại lúa mà chắc đóng mà rất là nhanh. Đó, người dân mình mua ở bên Cam á, bên Campuchia á, rồi bắt đầu vận chuyển qua đường sông. Bên này là bên biên giới của Việt Nam mình, chắc là mình nghĩ là lúa bên đó nó rẻ hay sao, hay là mình cũng không biết nữa. Nhìn cái đóng nè, cái này là lúa nha chứ phải là chấu nha, bụi lúa khô này bụi lắm. Đó, mấy anh này thì dùng cái cụ móc mấy cái bao mà khi còn sót ở trên xuống đó. Thì nói chung nhân công này nhiều khi cũng là Campuchia, cũng không chừng cũng Việt Nam không chừng nha. Đó, đây thì mấy anh dùng cái bàn cào để bư ra, nhiều khi là nó còn sót lại tới nữa mà lên cái dàn phan lúa lên trên nhà máy thì không được, cho nên là phải cẩn thận mấy cái lúc mà lúc này đó, lúc mà ở trên xe tải mấy anh xả xuống đó nè. Đó, cái băng chuyền cũng khá là dài. Đây, cái anh này là đây là cảnh là mấy anh đang làm việc bên trên nè, đang moi móc lúa từ xe tải xe công xuống nè. Nó gà đó, gà nó còn sót bao nào không kia nó chắc chồng. Lúa này cũng khá là tốt á, xịn sò. Một đội như vậy là cũng khoảng 7-8 người, mười mấy người á, toàn là bao chỉ xanh không à. Thì bao này chắc mình nghĩ là chỉ xài một lần duy nhất thôi, mua bên Cam qua là về tới đây là cắt bỏ hết. Tại vì cái vấn đề mà nếu mà để bao chuyền xuống dưới thì cũng được, nhưng mà tới lúc mà phan lên nó khó lắm, nên là từ trên kia là anh đã cắt bao chuyền xuống cho nó nhanh. Đó, hình đó anh gạ cù móc đó các bạn thấy chưa. Thì mình thì thấy sao quay nói vậy cho mọi người xem dễ hiểu. Nhiều khi cũng có nhiều thứ là mình không biết, nhiều khi giống lúa này giống lúa gì mình cũng không rành nữa ha. Đó, đây thì đậy một cái hầm mũi nè, cho nên anh xà lan anh ghe tới quay bên này cho mọi người xem nè. Đây bên này thì anh này tắng bao lên cho nó cơi lên để chở được nhiều lúa hơn. Wow, cái băng tải này chở nâng cái băng tải lên nè. Đây đó, khoảng cách mình quay cũng xa ha.
cái xà lan bên dưới cũng muốn đầy rồi các bạn. Đây, xà lan này muốn đầy rồi. Cái ghe chứ, ở xà lan nhỏ. Có đây mấy anh này quay cái cần này, cái băng tải này nè, mấy anh đang tốc hành làm ở trên kia kìa. Đặc biệt là phái mấy xe tải các bạn, xe tải chở khủng lắm. À, như chiếc này nè, chiếc này là chiếc 4-5 chân luôn nè. À, bạn thấy khủng khiếp chưa, chở cái cơi lúc lên trên đó đó. Bao chỉ xanh không nè, bao này thì anh em làm công đoàn thì cũng biết rồi đó, toàn là bao bự lắm, nhìn rất là đã. À, nè anh nhích tới nè, rồi giờ móc xuống nè. Bây giờ thì nãy giờ thì cũng hết một xe ha, cho nên giờ mấy anh nhân công giờ đang tạm thời ghế lông chút xíu. Đó, xe nào xe nấy khủng khiếp lắm. Bây giờ ở dưới thì anh xà lan anh đang chuẩn bị ủi cái mũi tới chân vịt hỏng nè, cho nên là chạy hơi phớt phớt ở trên chút. Đó, chuẩn bị tới một cái chiếc xe công tiếp theo. Lúa mà chở xe công thì nó rất là nhiều ha. Đó, bây giờ mấy anh đang chuẩn bị xuống lúa tiếp tục. Quá trời nhân công đông đó các bạn. À, bây giờ thì chuẩn bị nha. Tại làm này nói chung cũng phải dễ lao chút xíu mới được. À, chuyền lúa xuống nè. Bao chỉ xanh không các bạn thấy chưa? Bao chỉ chuyền xuống đầu cái kiểu như là ở trên chuyền xuống đây cắt bao, trên chuyền xuống đây cắt bao. Một xe vậy thì cũng mấy chục tấn á. Xe này khủng lắm. Mấy chiếc chở công thì mình cũng hết biết nhiều rồi, thấy nó nhiều lắm. Hình như có chị này nữ hay sao mà nè, không biết nữ hay nam nè, không biết phải nữ không ta. À, rồi chắc không phải nữ rồi, tại cái anh làm nhiều quá, cái cơ ngực cảnh khủng. À, chuyền rồi đó là các bạn cùng xem nha. Không biết lúa là lúa khô hay là lúa tươi nữa, mình mà chắc mình nghĩ lúa tươi thì không có bụi đâu. À, chuyền rồi kìa. Bây giờ là sẽ xuống ha. À, đó, cái đoàn nhân công ở trên các bạn thấy hùng hậu ghê chưa. Đa số là mấy anh này là làm là nói chung là cuộc sống luôn á, ngày nào cũng có việc để làm. Nó ở trên nó cắt bao đó các bạn thấy không nè, cắt bao rồi anh này vô dai bao này bao khủng lắm, bao chỉ xanh thì mấy anh em nhân công đoàn là biết rồi đó. Đó, chuyện lên đó chè giác thì cũng không có xa gì mấy. Nó ở trên thì anh gặp bao nè. Đó, này cái này có hai cù móc. Trời đâu có khiên nữa các bạn thấy chưa, dùng thế không nào. Đó, cứ cờ bư nhẹ nhẹ qua thôi là bắt đầu lại trên xuống. Đó, này nhỏ con anh chơi cái bao ơi trời má ơi đổ. À, ở dưới anh có lót miếng cước. Này đi xuống đây nè. Đó, đây là qua ba bốn cái hệ thống cho động cơ chạy bằng cơm ha. Động cơ chạy bằng tôm lụm mấy cái bao lên đó. Thì xuống đây bụi nè, bụi lúa bay nè, thấy chưa, nhìn giống như đường chảy vậy ha, vàng vàng nè. Đó, bắt đầu tiếp tục nha, anh này trên dùng hai cù móc thần thánh đó, cù móc giống như cúp biển vậy. Đó, dưới thì có mấy động cơ chạy bằng cơm đó, sơ sơ thôi, nãy giờ là hết cũng cả chục bao rồi đó. À, rất là nặng ha. Đây là cảnh của vận chuyển lúa từ trên xe tải xuống đi vô nhà máy. Wow, bao vào nói lực bự không ta, là hầu như là cũng như mình nói lúc đầu video là đổ xài luôn rồi. Cái bao này là chỉ xài một lần duy nhất thôi ha. Đi đây thấy là lạ, quay gửi đến cho mùi xem. Quá, wow, bên chiếc xe này nhân công đông khủng khiếp. Một cái xà lan mini thì đổ xuống lúa cũng rất là nhanh nha các bạn. Anh này đưa cái dài vô không nè. Đó, xuống đây thành một đống rồi, thấy chưa.
chạy đùng cục luôn, ở đây không anh nào ban hết trơn. Nhìn coi đã mắt ghê chưa. Đó, anh nâng cái băng tải lên rồi đó. Này phải được qua bên kia quay cho người xem nó đã hơn, nhưng mà cái con sông không có gì để đi, không có cái điều kiện đi qua bên đó được. Trên kia thì anh dùng cái cù móc là nãy giờ muốn gầu gì đó, muốn gần là được một phần của chiếc xe đó. Không, hầu như là mấy anh này anh đỡ cũng đưa lên bằng móc nè. Đó, các bạn giờ thì muốn khẩm khẩm xà lan rồi đó nha, rất là nhanh. Mấy chiếc mini này thì xuống nhanh lắm các bạn. Đông nè, ghê chưa, 500 anh em mà vô chiếc xe tải thì tốc hành. Cứ dùng cái cụ móc ở trên, nó móc xuống hoài thì chút xíu là, tại vì nó được cái là làm nhanh là nó ở trên cái bao lúa, nó nằm ở trong cái bao á, cho nên nó rất là nhanh. Chứ nếu mà nó nằm tràn lan thì nó ngay cũng khó à. Nó đóng bẩn rồi đó. À, bẩn ra. Đây, chiếc bên này thì gần đầy rồi nè. Này bên này thì cũng là một những cái động cơ chạy bằng cơm lụm bao nè. Bao này mình nghĩ chắc lụm về bán phế liệu luôn á, chứ làm gì giờ. Lụm liên tục luôn, không lụm mỗi tay luôn. Này. Anh này ở đây anh còn gom mấy cái bao khi còn sót nè. Cái bằng tải ở đó còn cái bao sót rồi chạy dưới luôn. Này đúng ra ta phải làm cái hệ thống mà gà lại ta, giống như cái móc câu vậy, nằm ngay cái băng tải sót lại là nó thấy rồi. Đó, nó chạy xuống rồi, đẹp ghê chưa. Ôi ôi, nhìn cái này đã thiệt chứ. Ôi bao kìa, băng tải này anh chuyền hơi cấm mình. Mình chạy xuống coi nó đã, nhìn giống như cái dãy cá vậy. Đó. Giống như cái thác nước mà đang chảy vậy. Rồi anh này anh về lại đổ hầm phía trước rồi nè. Đây quay bên này cho mọi người xem nha. Từ ghe đi coi nó đã. Chơi bằng móc không à, hầu như ở đây là mấy anh ít có xài cơm lưng lắm. Chứ cái thời tiết thì nó này cũng hơi khắc nghiệt và hơi nóng nực ha. Ồ, đổ rồi. Tại vì cũng có lót cước rồi nên không sợ. Đưa lên đó là cắt á, cắt bao cho nó chạy xuống. Đây đó mình quay hơi xa ha, cho nên không có nghe được mấy anh làm việc và nói chuyện. Vui ghê ha, coi kìa, có phụ nữ luôn các bạn. Rất là đông, nó có mấy chị nữ luôn đó. Nhiều khi mấy chị nữ giác cũng khủng khiếp lắm à, tại mình không thấy thôi đó. Lót cước, lót bạc, đổ dưới dữ lắm. Này giống như thu hoạch lúa vậy. Quá à, mấy anh trên kia anh móc anh lôi ghê gớm rồi. À, chị nữ nè. À, có chị nữ rồi, anh nam không phải chị nữ, tại anh mặc đồ xanh. Nó đó lụm bao. Cứ đổ xuống. Ồ, à, thấy chưa, chạy giống như cần thác vậy. Quá bụi rồi các bạn ơi.
quét ha. Nói chung là lúa về tới đây thì nói chung là cũng phải kỹ càng mới được đó. Sơ qua là nó hết một xe liền, các bạn thấy tốc hành không? Đổ lên. Hết một xe đó. Rồi giờ thì mấy ảnh nghỉ xuống rồi các bạn. Chắc có lẽ cái video mình cũng tạm dừng tại đây nha. Đó, hết một xe nè. Các bạn thấy anh xử lý tốc hành chưa? Xe bành trướng luôn mà giờ xử lý 1 phút 29 giây hay là 1 phút mười mấy giây gì đó. Có thể là mình nói chơi thôi, nhưng mà cũng cái là thời gian có thể 50 phút là hết một xe. Rồi. Video mình cũng tạm dừng tại đây nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.